Hello và chào mừng em đã quay trở lại với channel YouTube của LinkedIn RC. Thì vẫn tiếp tục là một số Q&A thôi, nhưng mà tuy nhiên thì em nhìn ngày hôm nay câu hỏi của các bạn thì em nhìn câu hỏi hôm nay dài quá. Không sao, anh thấy là càng dài càng tốt mà. Chúng ta càng dài thì có nghĩa là anh em đang thắc mắc, và chúng ta giải đáp được những cái thắc mắc như vậy thì chúng ta đang mang lại những cái giá trị, những cái niềm vui đến với anh em. Và đặc biệt là Flycam là một cái bộ môn mà anh nghĩ là cũng mới, ít người sử dụng, vì vậy cho nên là càng mà giải đáp thắc mắc càng kỹ thì càng tốt thôi. Bây giờ chúng ta hãy đến với những câu hỏi thắc mắc đầu tiên. Đúng rồi, thắc mắc đầu tiên, thắc mắc đến đâu chúng ta giải quyết đến đấy. Rồi, thắc mắc đầu tiên đấy là hình ảnh video trong thẻ nhớ ghi từ con F11 Pro, nhưng khi rút thẻ nhớ ra lắp vào điện thoại khác lại không tìm thấy video đã ghi được từ chiếc Flycam này. Thực ra cái câu hỏi này anh nghĩ là cũng nhiều anh em hỏi sao ấy. Và cái đơn giản nhất ấy là cái môi trường ghi, cái định dạng ghi trên Flycam là khác, và trên cái định dạng đọc ở trên điện thoại nó là khác. Vì vậy cho nên là mình không khuyến khích anh em là dùng cái thẻ nhớ đang ghi từ Flycam nhét vào điện thoại. Bởi vì là điện thoại, thứ nhất là nó sẽ yêu cầu định format về cái định dạng của điện thoại. Lúc đấy thì chúng ta thứ nhất là bị mất file, và cái thứ hai là kể cả nó đọc thì nó cũng có thể bị lỗi. Vì vậy cho nên là anh em hãy dùng các cái thiết bị khác. Ví dụ như này, có vài cách để anh em phải lấy được file. Thứ nhất là anh em dùng cái thẻ nhớ đó cắm vào máy tính là chắc chắn là sẽ ăn. Cái thứ hai là anh em có thể vào trong cái app của điện thoại và tải cái file gốc của nó về bộ nhớ của điện thoại thì nó sẽ là chuẩn nhất. Còn có những cái trường hợp mà theo kiểu là bị lỗi file hoặc là bị không thấy file thì cũng có thể là trong cái trường hợp anh em ấn ghi này, ấn quên không ấn ghi này, hoặc là đang bay thì bị mất sóng, nó dẫn đến cả là cái việc là nó cái đường truyền nó bị trễ, bị nhiễu thì nó bị gián đoạn, nó bị mất file đi, nó bị mất lỗi mất cái file đi, file nó chưa được hoàn thành. Vì vậy cho nên là sẽ cũng không đọc được cái file đó. Nên là khi mà để mà quay, thông thường thì theo kinh nghiệm của anh thì anh sẽ quay chia thành nhiều các cái file khác nhau. Đó, thì khi mà ví dụ như là quay đến đoạn này đấy, lấy cảnh này xong là anh sẽ ngắt lại. Đấy, xong bắt đầu đến bay đến cảnh khác lại bấm quay lại ngắt. Đó, thì như vậy thì mình sẽ kiểm soát được những cái rủi ro thấp nhất. Và chắc chắn là những cái file này thì anh cũng không thể nhét cái thẻ nhớ vào trong điện thoại được. Tại vì hai cái môi trường định dạng nó khác nhau anh em nhá. Chúng ta không thể dâu ông nọ mà cắm cắm bà kia được. Anh em tốt nhất là hãy cắm vào máy tính hoặc là tải file từ cái trong cái app của nó, lấy cái file gốc, và muốn tải về điện thoại thì ấn tải về điện thoại thôi, bộ nhớ của điện thoại thôi. Rồi, câu hỏi tiếp theo này là đến từ một người anh em phượt thủ anh ạ. Là người anh em này thì hay đi tour, thì nên chọn Flycam nào từ tầm 7 triệu quay đầu? Quay đầu, 7 triệu quay đầu đúng không? 7 triệu quay đầu, gia đình đi tour, đi phượt ấy, thì anh nghĩ rằng là người anh em sẽ cần những cái Flycam có chất lượng ghi hình. Và có một cái yếu tố mà anh em đưa ra đó là chính là cái tầm tiền là 7 triệu. Tầm tiền 7 triệu này ấy, thì dưới 7 triệu thì có Anode là cái con Flycam mà có cái chất lượng ghi hình anh nghĩ là tốt nhất trong tầm giá. Nó chỉ có 5 triệu quay đầu thôi, có nghĩa là anh em vẫn còn 2 triệu nữa để làm những việc khác. Anode cũng là một cái sản phẩm mà Flycam có chất lượng ghi hình tương đối là tốt, có mức giá khoảng 5 triệu. Nhưng mà nếu như người anh em này mà cố lên một chút lấy Mavic Mini Air thì anh nghĩ là sẽ tối ưu hơn. Thứ nhất là Mini Air có độ nhỏ gọn. Đấy, đi tour đi thì cầm lên cái là rất là gọn nhẹ, di chuyển mang vác nó dễ, trọng lượng 250g thôi. Và anh em đi tour lấy cảnh đẹp thì anh nghĩ cũng không cần phải bay quá xa. Những cái tầm giá của Mavic Mini Air là rất phù hợp với lại nhu cầu của người anh em này. Mà người anh em này mà cố lên một chút lấy phiên bản combo thì lại đẹp nữa. Tại vì nó sẽ có 3 pin. Đi một cả một cái quá trình dài như vậy. Đúng rồi. Chẳng lẽ là quay được có 20 phút thôi để phải đi cắm đi vào sạc pin này, đúng không? Thế là anh em có thể là tối sạc đầy cả 3 pin ngày mai quay thoải mái luôn. Thế cho nên là với cái tính chất công việc như vậy hay phải di chuyển thì tôi khuyên anh em là nên chọn bản combo là tối ưu nhất. Đang đến cái hành trình đẹp nhất thì lại hết pin thì lại pin thì thôi. Vì vậy cho nên là anh em hãy chọn cái phiên bản combo và có thêm pin dự phòng thì nó cũng thoải mái hơn, nó không bị vói cái thời gian. Và có hai lựa chọn, một là cố lên một chút tầm khoảng 10 triệu lấy Mavic Mini SE bản combo, hai là tầm 5 triệu thì anh em là có thể chọn Anode và thêm 2 triệu nữa để đổ xăng hoặc làm một cái gì đó.
Rồi câu hỏi thứ 3, đấy là người nghe này thì mới mua một chiếc SGLC F11. Thế nhưng mà cái cam ở đầu điều chỉnh thì cái góc mở nó lại bị hẹp anh ạ. Ừ. Nó chỉ mở được 1/3 góc thôi. Ừ. Đấy. Tại sao đúng không? Đúng rồi, tại nguyên nhân là vì sao? À, cái góc cam của F11 ấy thì gốc của nó mở được là 70 độ. So với những chiếc flycam khác ấy, ví dụ Arnold E này hoặc Mavic Mini E thì nó mở được 90 độ, cụp hẳn thẳng đứng xuống dưới. Còn F11 thì nó sẽ hơi treo treo một tí, nó 70 độ thôi. 70 độ thôi. Nhưng mà với người anh em này thì lại góc còn hẹp hơn nữa, là 1/3 thôi. Thì có nghĩa là cái cụm gimbal này có vẻ như đã bị kẹt rồi. Kẹt thì là cái nguyên lý cấu tạo của gimbal ở bên trong nó sẽ có mấy cái động cơ nhỏ, thì có thể là đất cát bụi hoặc là một cái gì đó dị vật nó bắn vào bên trong, nó gây ra là bị kẹt. Vì vậy cho nên là cái gimbal nó không thể hết cái hành trình của nó được. Thì cái này thì anh em nên gửi đến những cái nơi sửa chữa, họ có thể tháo ra vệ sinh và kiểm tra cụ thể cho anh em hơn. Cái này nó chỉ là cái yếu tố, tôi nghĩ rằng nó là yếu tố bị kẹt thôi, và chúng ta có thể hạn chế bằng cách là hạn chế là khi mà đáp xuống thì hạn chế là đáp vào những cái mặt phẳng mà nó đất đá nó bụi, thì có thể những cái hạt bụi li ti nó văng vào thì nó bị kẹt cái gimbal đó. Ok, câu hỏi thứ tư đấy là có nên mua thêm CPL để quay không? Em thấy các video anh quay mặt nước đều rất trong. Cảm ơn anh em đã có lời khen, mát lòng mát dạ quá. Nhưng mà thực tế thì CPL là đó là cái filter dành cho máy ảnh đúng không? Máy ảnh flycam có filter. Và thực tế thì tôi không có chuyên môn nhiều về vấn đề về quay và cũng như là hậu kỳ anh em ạ. Và ở linh kiện RC thì có những người anh em mà chuyên môn hơn tôi rất nhiều. Những cái thước phim mà anh em xem thực ra là có người cầm quay cả, nhưng tôi không biết quay. Vì vậy cho nên là để mà sử dụng filter ấy, thực ra là nó phụ thuộc vào cái môi trường ánh sáng nhiều hơn và cái cảm nhận cũng như là cái kỹ năng xử lý về hậu kỳ. Còn thẳng thắn ra để trả lời cho anh em câu hỏi này ấy, để có sử dụng được filter hay không ấy, thì tôi nói thật với anh em tôi không biết anh em cho nên không dám phán bừa. Cái này thì nó nhường lời lại cho những người anh em chuyên nghiệp hơn tôi thì có thể là có những cái tư vấn sát hơn cho người anh em này. Đấy, nói chung là lần đầu tiên là phải từ chối câu hỏi vì nó không đúng những cái viên chuyên môn của anh em mình. Đúng, mỗi người một cái chuyên môn, một cái thế mạnh mà, cho nên là nhiều khi những cái chuyên môn về quay dựng làm hậu kỳ thì nói thật là anh cũng mơ hồ thật, anh amateur. Ok, câu hỏi cuối cùng đấy là sau khi xem những clip review về 8811 Pro bản mới thì em thấy là rất nhiều anh em hỏi là cảm thấy hình ảnh nó cứ giật giật và bị rung. Thì đúng rồi, nó flycam giá rẻ thì anh em yêu cầu cũng vừa phải phải thôi, chứ anh em yêu cầu thì cứ từ 3 triệu mà yêu cầu cứ phải như 6-7 triệu. Và để giải thích cho anh em như thế này là flycam 8811 vừa rồi ấy, thì thứ nhất ấy, trong cái clip review mình nói rồi, ưu điểm lớn nhất của nó là nó có độ ổn định cao và tỷ lệ lỗi nó thấp, và đây là cái tiêu chí hàng đầu để anh em lựa chọn flycam trong cái tầm giá rẻ. Còn cái chất lượng camera nó chỉ là cái thứ yếu khi mà anh em lựa chọn thôi. Bởi vì là ở tầm giá này thì anh em mua một cái camera thôi nó đã 2-3 triệu rồi. Còn đây là camera bay trên trời, nó còn thiết bị bay nữa. Người ta phải có những cái chi phí để dành cho cái thiết bị bay đấy, nó phải ổn định đã. Vì vậy cho nên là cái giải thích tại sao mà cái camera nó bị rung là tại vì là trong cái tầm giá này ấy, nó có cái công nghệ chống rung thôi. Và 8811 phiên bản mới là chống rung 30 thôi. Thì nó đã là một cái cải tiến rất mạnh mẽ ở trên những cái dòng flycam giá rẻ rồi. Còn cái chống rung đấy, tất nhiên công nghệ lõi của nó không thể là chống rung một cách tuyệt đối được, nó sẽ có những cái gợn, những cái rung. Đấy, thì ví dụ như F11 thì họ sẽ xử lý cái rung đấy bằng cách là họ sẽ add thêm một cái lớp chống rung điện tử ES vào. 8811 thì không có chống rung điện tử. Vì vậy cho nên là anh em xem thì tất nhiên nó sẽ bị hơi bị rung. Và cái rung đấy thì anh em có thể hoàn, thứ nhất là nhà xuất không có trang bị chống rung ES thì anh em có thể xử lý chống rung bằng phần mềm. Thì đấy là cái mà chúng ta có thể là xử lý thêm một lớp nữa, nghĩa là người ta không cho thêm một lớp chống rung điện tử thì mình tự cho thêm vào cũng được. Đấy, thì khi mà anh em chơi những dòng flycam giá rẻ. Còn cái thứ hai là cái điểm mạnh của 8811, nếu nói về cái chất lượng camera thì cái điểm mạnh nhất của nó đó chính là cái chất lượng chụp. Cái chụp ảnh trên 8811 cực kỳ đẹp luôn nhé. Trong cái tầm giá 3 triệu, 2 triệu 9 mà mua được chiếc flycam chụp ảnh từ trên cao ấy, thì lại rất là đẹp. Và ngay từ đầu trong cái clip review mình cũng đưa ra một vài cái chất lượng chụp ảnh của nó ấy. Đấy mới chính là cái, nếu mà nói về camera thì đấy chính là cái chất lượng đẹp của nó. Còn trên cái để phản ánh được là có cái video nó có đẹp hay không thì ngoài cái chất lượng camera thì nó còn là cái chất lượng chống rung nữa. Thì chất lượng chống rung trên 8811 thì nó sẽ chưa trang bị được quá nhiều các cái công nghệ để có thể hạn chế rung lắc một cách tối thiểu nhất.
Thế cho nên là 8+1 nó sẽ có những cái mà đúng như người anh em nói, nó là hạn chế, nhưng mà chúng ta chấp nhận những cái hạn chế đó thì chúng ta sẽ hài lòng với cái thiết bị mà chỉ có mức giá 2.9 triệu. Với anh thì 2.9 triệu như vậy, với anh nó là một sự hài lòng rất lớn. Rồi, như vậy là đã đến những phút cuối cùng của số Q&A tuần này rồi. Thì phải nói thật là càng những về những số Q&A sau này thì mới thấy là anh em chơi cũng gọi là khó tính đấy anh ạ. Đúng rồi, anh em chơi, đặc biệt là khi mà hỏi về những chiếc flycam giá rẻ nhé. Nhưng mà anh để ý là anh em sẽ có những cái tiêu chuẩn rất là cao. Vì vậy cho nên là khi mà anh em lựa chọn những dòng flycam giá rẻ ấy, thì tôi cũng khuyên anh em là nên xem những cái review thực tế và mình cân nhắc với mức tài chính của mình. Thì thứ nhất là nó khách quan, không cần phải xem quảng cáo ghét ở đâu cả, mà chúng ta hãy cùng cảm nhận những cái thực tế nhất là anh em mua về sử dụng trải nghiệm nó sẽ là như vậy. Thì vì vậy cho nên là anh em sẽ đạt được, khi mà anh em xem review thực tế thì thứ nhất là chúng ta hình dung trước về sản phẩm, và thứ hai là chúng ta cũng đạt được một cái mức hài lòng nào đó, nó đáp ứng một phần cái đời sống của chúng ta. Thì như vậy thì anh em sẽ có mức hài lòng nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà thật sự mà chúng ta sẽ cần những cái thiết bị nó tốt hơn nữa thì anh em sẽ xem những cái review thực tế của những chiếc flycam mà nó ở một cái phân khúc cao hơn. Thì vì vậy cho nên là cái chất lượng chắc chắn là nó sẽ tốt hơn rồi. Rồi, và hẹn gặp lại anh em ở một số Q&A về cam hành trình, về một cái sản phẩm mà Lincoln RC hiện tại mới bắt đầu gọi là dậm dịch một tí thôi, đúng không anh? Cam hành trình mình làm từ bao nhiêu lâu rồi chú bảo với anh. Cam hành trình thì từ năm 2018 rồi, nhưng chẳng qua là mình không có quảng cáo hay là làm mạnh thôi. Mà thực tế thì anh em đã kinh doanh linh kiện RC cũng đã làm từ rất là lâu. Nhưng mà bây giờ ấy thì là nó có những cái sản phẩm mà nó khi mà cái chất lượng camera nhá. À, giải thích với anh em một chút nữa. Vì để cải tiến được một cái camera ấy thì nó sẽ cần phải nhiều năm. Tại vì cái công nghệ hình ảnh của nó ấy, nhà xuất họ sẽ phải cải tiến rất là lâu. Cái chất lượng camera là cái mà khó cải tiến nhất, và nó sẽ cần một cái thời gian rất là dài để có thể có một cái bước đột phá công nghệ. Gần đây ấy, thì là mình đã có những cái mà có những cái sản phẩm mà cảm thấy sau khi một cái thời gian đánh giá phân tích và mình thấy là cái chất lượng camera của nó có những cái bước cải tiến nhảy vọt. Nên là có thể là nó sau cái giai đoạn năm 2022-2021 thì bắt đầu nhà xuất đã đồng loạt cải tiến về chất lượng camera. Thì mình nói nhiều hơn về camera hành trình. Và bây giờ thì hẹn anh em vào số sau để chúng tôi sẽ giải thích với anh em nhiều hơn về cái chất lượng camera, nhiều hơn về camera hành trình, cũng như là hướng dẫn anh em lựa chọn những chiếc camera hành trình, cũng là quay camera, quay vlog nó tốt ở trong một cái mức giá mà nó ổn, phù hợp. Gần đây thì DJI cũng cho ra mắt DJI Action 3 ở cái mức giá mà khoảng 7 đến 10 triệu. Anh nghĩ là cũng đấy là một cái chiếc camera mà để quay làm vlog rất là tuyệt. Rồi, và hẹn gặp lại anh em, hãy cùng chờ đón anh em chúng tôi ở số Q&A về cam hành trình trong tuần sau nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.